Một thời gian rất lâu trước đây, vào một đêm sao băng thì có một ngôi sao rực sáng và đẹp đẽ rơi xuống trái đất. Thứ đó chứa đứng sức mạnh không ai tưởng tượng nổi. Nhiều người đã nghiên cứu thứ sức mạnh đó, nhưng chỉ vài năm trước, một thiên thạch khác màu đen cũng rơi xuống, mang theo nó là hàng ngàn con quái vật. Tưởng chừng thế giới đã đến bờ vực diệt vong thì cái ấy xuất hiện và giúp thế giới cản lại được tận thế. Vậy cái đó là gì? Họ được gọi là người diễn tấu và người chỉ huy. Họ sử dụng sức mạnh từ âm nhạc để chiến đấu thứ mà cho đến nay đã không còn nhiều người nhớ đến. Tại một khu chợ, có một chiếc piano bị bỏ xó không ai để ý đến thì nhân vật chính của chúng ta là tắc lại đến chơi. Anh quyết định sẽ cho cậu nhóc đây nghe một bài để cậu nhóc biết âm nhạc thực sự là gì. Nhiều người bắt đầu kéo đến nghe. Nhưng kéo theo đó là những con quái vật được người đời gọi là D2. Con quái vật đã chạy thẳng đến vị trí của tắc. Nhưng cộng sự của tắc đã đứng ra suốt ngay mùm con quái. Tắc và cộng sự đã vào trạng thái chiến đấu. Cô gái kia chuyển sang bộ đồ màu đỏ. Tắc thì cầm lên chiếc đũa để bắt đầu diễn tấu. Tắc chỉ thẳng vào điểm yếu của con quái và cộng sự chỉ việc nhắm thẳng vào đó mà tấn công. Kết thúc trận chiến, Tắc đột nhiên ngã cái rầm xuống mặt đất. Do quá trình chiến đấu cô cộng sự đã dùng quá lượng sức mạnh cần thiết khiến năng lượng của Tắc cũng bị kéo xuống theo. Cô ta cho rằng Tắc còn quá yếu thì bao giờ mới đủ trình để đến Mỹ. Một lúc sau thì chỉ huy của cả hai là Anna đến rước. Cô to tiếng vì mới đi có 10 phút mà cả hai đã gây chuyện. Còn cô cộng sự là cô Seth đã ném thẳng tắc vào xe và muốn mọi người dân cứ sống như bình thường. Anna muốn tắc bớt tự ý hành động vì còn lâu mới đến Mỹ. Nhưng tắc vẫn chơi piano chưa đã vì hiếm lắm mới còn một nhạc cụ nguyên vẹn như chiếc vừa rồi. Tắc cho rằng một mình cô Seth sẽ chẳng thể chiến nổi được con D2 nào. Nhưng cô tự tin chỉ cần ăn đủ là tự lo được. Anna cũng chiều cô Seth hơi quá khi mua cả đống đồ ăn chỉ để mình cô Seth ăn. Chiều đó, lúc dừng chân tại một quán ăn thì Anna đã có hỏi đường đến Mỹ. Ông chủ quán cho biết vốn dĩ đường này là đường tắt nhưng phía trước lại có một thị trấn bị D2 làm tổ nên chẳng còn mấy ai đi đường này. Đường vòng cũng không ổn do đường xá thì hỏng hóc và đứt gãy ở nhiều nơi. Tắc định mở máy chơi nhạc lên thì bị cản lại do âm nhạc sẽ thu hút D2. Cô Seth đã nạp xong năng lượng nên muốn cùng Tắc đi đánh quái để mở đường đến Mỹ và Tắc cũng có thể nghe máy hát nếu muốn. Cô Seth đã lao thẳng đến khiến Anna hoảng hốt chạy theo. Tắc thì có thể ở lại do anh có thể sử dụng tầm nhìn từ cô Seth để điều khiển. Đột nhiên một cú nổ xảy ra khiến cả cô xét và tắc bất tỉnh. Sáng hôm sau, Anna muốn cả hai sắp xếp lại mục tiêu, tắc thì muốn âm nhạc. Cô xét thì muốn đánh quái, nhưng Anna nhắc họ nhớ mục tiêu đầu là đến Mỹ nên bớt tự ý hành động lại. Cô uất ức đến phát khóc nên cô xét đã kể lại tình hình hôm qua. Cô đang chơi đùa cùng đám D2 thì đột nhiên xảy ra vụ nổ và cô bị một con nào đó đánh len. Cô đã suy nghĩ cách để dụ nó ra nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì tắc tóm gọn lại là giờ họ cần phải dụ con quái đang trốn dưới lòng đất kia ra thì mới có thể đi tiếp. Và cậu đã nghĩ ra được cách để làm điều đó. Cô Seth đã quay lại thị trấn cũ để mượn tạm cây piano. Cô đã mang piano đến chiến trường để tắc chơi nhạc và dụ con quái chui lên. Âm nhạc là thứ d hai rất ghét, nhạc càng hay chúng càng khó chịu nên đây là sức mạnh duy nhất để đánh bại chúng. Và buổi hòa nhạc bắt đầu, nhạc vừa cất lên thì cô Seth đã ngay lập tức bị quái lao lên tấn công. Tắc đã chuyển sang trạng thái chiến đấu và gọi được cô xét dậy. Con quái cũng ngay lập tức gọi ra hàng loạt con quái con. Một người chỉ huy, một người bắn, đám quái con nhanh chóng bị hạ gục. Còn cô xét thì lại bị cô trùng giữ lại. Trên người tắc cũng đột nhiên xuất hiện mấy vệt màu đỏ. Còn cô xét thì đã tiếp tục đứng lên chiến đấu. Cô nhận thấy con quái này có khả năng hồi phục và nếu không phá hủy được viên đá đen trong người nó thì trận chiến sẽ chẳng thể kết thúc. Cô đã chuyển sang dạng kiếm. Tắc cũng chạy vào tiếp thêm năng lượng cho tiếp tục chiến đấu cô xét dồn toàn lực đã có thể đâm xuyên qua và thành công diệt được quái. Tắc sau đó đã ngồi lại đàn một bài và sáng hôm sau thì lại cùng cả nhóm lên đường, quay lại quá khứ nhiều năm trước. Lúc Tắc và cô xét vẫn chưa sở hữu sức mạnh, cha Tắc là một nhạc trưởng đại tài. Nhưng trong một lần biểu diễn thì ông đã thu hút D2 đến và rồi mất mạng trong buổi diễn. Quân đội từ đó cũng ban hành lệnh cấm âm nhạc, nhưng với Tắc thì không. Cậu vẫn kiên trì tập luyện chơi đàn từ nhỏ đến lớn. Cô xét lúc đó là người luôn đến dọn dẹp lại cái chuồng lợn mà cậu bày ra mỗi tuần. Anna lại là chị gái của cô xét và cả ba đều là họ hàng nên họ đã ở chung với nhau trong suốt thời gian tác xúc trong nhà đánh đàn. Cô xét muốn tắc nên thường xuyên ra ngoài. Nếu thích thì ra ngoài đánh đàn cũng được, nhưng cậu từ chối và lại bỏ về phòng. Chiều đó, cô xét chạy đến báo tin là sắp có một đoàn ca kịch ghé đến thị trấn nên cậu có thể tự tin biểu diễn, nhưng cậu không chắc tiếng đàn của bản thân có đủ trình đồ để lây động lòng người hay không. Ngày hôm sau, cô Seth đã lén chơi piano của Tắc. Cậu phát hiện ra thì cũng khá bất ngờ khi cô biết đánh, cô cũng thường hay lén đánh lúc Tắc đi tắm. Cô biết một vài bản vì được mẹ chỉ dạy trước đây. Cô khuyên Tắc nên bước ra ngoài và tham gia cơ hội hiếm có kia, nhưng cậu vẫn không nghe theo. Anna sau đó cũng đến và nhận thấy chuyện cô Seth hay đánh đàn đã bị lộ. Cô cũng khuyên Tắc nên tham gia vì chẳng bao lâu cô và cô Seth sẽ đến Mỹ và lúc đó Tắc sẽ chẳng còn khán giả nào. Đến ngày tổ chức, Cô Sét đã lén mang cả chiếc piano của Tắc đến buổi lễ và để lại lời nhắn ở nhà cho cậu. Chỉ huy quân đội thì lại vô tình đến đây khiến chủ của buổi lễ có vẻ khá lo lắng. Chiều đó đã đến giờ nhưng Tắc vẫn chưa đến nên cô Sét đành lên đánh trước để câu giờ. Cậu sau đó cũng đến và muốn cho mọi người thấy âm nhạc đích thực là gì. Cậu cất lên tiếng đàn và cô Sét cũng vào đánh chung. Chỉ huy quân đội dù thấy nhưng vẫn bỏ qua cho cả hai vì cũng lâu lắm rồi âm nhạc mới lại vang lên. Nhưng chính âm nhạc một lần nữa lại kéo tai ương đến. D2 xuất hiện và tàn phá xung quanh thành phố. Khi tắc tỉnh lại thì một tay cậu đã mất và cô xét thì bỏ mạng. Cậu cố gọi cô xét dậy thì viên đá mà cô mang trên cổ đã bộc phát sức mạnh. Một linh hồn xuất hiện với sợi dây hoa hồng liên kết cánh tay tắc và cô xét. Linh hồn đấy đã lấy đi một tay của cậu và hồi sinh lại cô xét. Và chính lúc đó cả hai đã trở thành người diễn tấu và chỉ huy. Với sự uất ức và cam phẫn thì cả hai đã lao vào cuộc chiến chống lại D2. Cả hai dồn toàn lực chiến đấu với tâm thế không còn gì để mất. Cả hai nhanh chóng diệt gọn được vài con một cách nhanh chóng. Nhưng tỷ lệ thuận với nó là năng lượng của cả hai cũng đi tòng. Cả hai nhanh chóng gục ngã và bị D2 bao vây. Đúng lúc nguy cấp thì có hai người lái mô tô chạy đến cứu giúp. Họ đã hỗ trợ cậu đánh bại hết lũ quái vật D2. Lúc tỉnh lại cô xét mà cậu từng biết đã không còn. Và người đứng trước mặt cậu tự nhận bản thân là Destiny. Anna cũng đến và cho biết cậu đã ngủ được một ngày và cậu muốn biết chuyện đã xảy ra với cô xét. Cô cho biết hai người này sẽ giải thích thay. Cả hai là Lenny và Titan và đều là chỉ huy và người diễn tấu. Lenny cho biết tay tắc vẫn ổn và vẫn có thể tiếp tục chơi nhạc. Còn về vấn đề chính thì D2 đã xuất hiện từ 20 năm trước. Khi thiên thạch đen va chạm với trái đất thì nguồn năng lượng trong đó đã sinh ra D2. Và từ lúc đó con người cũng đã phát hiện ra việc năng lượng từ thiên thạch vàng là tương phản với thiên thạch đen nên mới sản sinh ra người diễn tấu và chỉ huy để chiến đấu và giảm bớt số lượng D2. Ở thành phố này trước đây đã ép được D2 phải đi ngủ đông nhưng chính âm nhạc đã một lần nữa đánh thức chúng. Nhưng cậu muốn biết điều gì đã xảy ra với cô Set thì Lenny cho biết những người diễn tấu trước đây đều phải trải qua thử nghiệm ở một cơ sở nhưng trường hợp tự thức tỉnh của cô Set thì anh mới thấy lần đầu, việc trở thành người diễn tấu đã khiến nhân cách của cô Set trước đây biến mất, có nghĩa là cô Set đã thực sự ra đi và chỉ còn là cái xác. Lenny còn cho biết thêm là cô Set lúc này đang khá là bất ổn vì cô có thể tự giải trừ vũ khí. Dạng nửa thường nửa chiến đấu này không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cô xét phải trả giá và biến mất hoàn toàn. Họ sau đó đã bàn chuyện đến Mỹ vì trụ sở nghiên cứu người diễn tấu đang ở đó. Bố mẹ của Anna và cô xét cũng làm việc cho nơi đó nên tạm thời họ sẽ đưa cô xét đến để hy vọng là cứu vãn được tình hình. Lenny muốn đi cùng cả ba một đoạn để dạy thêm cho Tắc về cách làm chỉ huy. Đang tâm sự với Anna một lúc thì đột nhiên cánh tay của Tắc bay màu, Titan chạy vào báo tin là cô xét đã chạy đi mất. Quả cảm nhận thì có D2 gần đây, tắc cũng nhìn ra được vị trí nên nhanh chóng chạy đến. Lenny nhận thấy cô xét quả là không tầm thường khi có thể phát hiện ra D2 trước cả Titan. Cả hai đã nhanh chóng đuổi theo vì dường như cô xét không hề tuân theo mệnh lệnh từ chỉ huy như tắc. Cứ như việc cô đang làm là theo bản năng. Tắc thì đã tìm đến và cô xét thì cứ xả súng mà không thèm suy nghĩ khiến vệt đỏ trên người tắc càng nhiều hơn. Tắc muốn cô dừng lại nhưng cô cứ mặc kệ mà xả súng. Con quái đã bị tiêu diệt nhưng nhiều con khác lại tới. Lenny đã tới kịp để trợ giúp và tạm thời đuổi được D2 đi. Tắc muốn biết chuyện xảy ra với cơ thể thì Lenny nhận thấy có vẻ như Tắc đang bị cô xét hút sinh lực để chuyển thành năng lượng. Dù cậu không cho phép nhưng Lenny cũng chẳng biết làm cách nào để giúp. Cả hai sau đó đã lao vào rừng chiến tiếp. Titan nhẹ nhàng một bắn một con nhưng đến con cuối thì cô xét lại dành và để con quái bỏ chạy. Nó hướng thẳng đến nhà của Anna. Nó nhắm vào cô thì cô xét đã tới kịp và đá bay nó vào nhà. Tắc cũng chạy đến kéo Anna đi và cho phép cô xét tiêu diệt con quái và cứ mặc kệ căn nhà. Căn nhà cứ thế bốc hơi sau một phát bắn và cậu cũng chẳng còn tiếc nuối gì với nó. Lenny đã nhận ra một sự thật khủng khiếp sau những chuyện vừa rồi và nó có liên quan đến việc mà một vị chỉ huy từng nói 10 năm trước. Anh ta tạm gác lại chuyện đó mà tiếp tục lên đường. Nhóm của Tác cũng đã lên đường và cô xét muốn lúc nào đó được nghe Tắc đàn nhạc. Và món bánh cô đã ăn thì giờ cũng muốn được ăn tiếp một tuần sau đó tắc được Lenny chỉ dẫn tận tình về cách chỉ huy nhưng cô xét quá khó để điều khiển vì cô luôn làm theo bản năng Lenny đã phải ra tay làm mẫu và cô xét muốn biết titan làm cách nào mà đánh được nhanh gọn như vậy cô giải thích mấy cái khó hiểu nên cô xét muốn tắc làm theo Lenny chỉ đơn giản là phải sử dụng âm nhạc để giao tiếp âm nhạc giúp cả hai liên kết và cũng giúp cả hai thấu hiểu lẫn nhau đang chưa biết làm gì tiếp thì đột nhiên Lenny gặp lại một người bạn cũ là Jonathan và được anh ta mời đến trang trại nơi anh ta làm việc nơi họ đến là một trang trại trồng ngô lớn và có rất nhiều người làm việc ở đây jonathan dẫn cả nhóm đi gặp vợ anh và mời cả nhóm về nhà chơi tiện thể dùng bữa họ sau đó cũng gặp ông chủ của cả cái ruộng này lenny đã lừa ông ta rằng nhóm tắc là ba đứa con ông ta tỏ ra là một người hiếu khách và muốn mời cả nhóm đến ăn nhưng vì đã có hẹn nên lenny đành từ chối lúc đến nhà jonathan ăn tối lenny có thắc mắc về lý do cả hai làm việc tại đây Họ vốn ở nơi khác nhưng do bị D2 tàn phá nên đành đến trại tị nạn. Nhưng vài người đã quyết định đi khai hoang nên hai vợ chồng cũng đi theo và làm việc tại đây. Họ vẫn không hề biết việc D2 đang dần trở lại và vẫn cứ hy vọng về một cuộc sống yên bình. Tối đó, Tắc và Lenny không biết là có nên nói sự thật này ra cho hai vợ chồng hay không. Lenny không muốn khiến họ hoảng loạn nên chắc là không. Tắc cũng thấy việc cho họ biết cũng chẳng đem lại điều gì nên cũng bỏ luôn. Lenny đã có hỏi Tắc về âm nhạc đối với cậu là thứ gì. Với Lenny thì là thứ giúp kết nối con người, giúp xoa dịu nỗi đau hoặc thổi bùng chiến khí, là thứ giúp thế giới tốt lên và những nhạc sĩ như họ có trách nhiệm mang thứ đó về lại thế giới này. Tắc sau đó đã vào ngủ còn Lenny và Titan thì đã tìm đến nhà của ông chủ khu đất. Ông đưa ra mấy cọc tiền và nói là bản thân muốn đến chơi thử. Trong lúc đó, cô xét dường như cảm nhận được sự dung chuyển và vì chưa chắc có phải là D2 hay không nên cô đã đâm thủng tưởng để đi xem thử. Cả nhóm tìm đến một nơi bị rào lại và phát hiện trong này là một khu ăn chơi. Cô Seth đã lao đến đánh bay bảo vệ và nhận ra nơi này là một cái sòng bạc lớn do chính ông chủ mở ra. Tiền do chính phủ tru cấp để khai khẩn đất đai đã được ông ta biển thủ để mở sòng bạc. Đột nhiên Lenny nghe lén được việc có kẻ xâm nhập. Nhóm của Tắc đang trốn khỏi bảo vệ thì lại bị tìm thấy và khi ông chủ thấy được kẻ xâm nhập là người đi cùng Lenny liền quay sang nhắm vào anh. Họ cũng quyết định quậy phá một chút cô xét chạy ra giữa sòng bạc thì nghe được tiếng động ngày càng lớn và rồi đê hai lần lượt chui lên cô xét đòi làm một phát diệt sạch toàn bộ nhưng làm vậy thì người vô tội cũng chịu chung số phận nên Lenny đã quyết định phụ giúp và kiểm tra luôn thực lực của cả hai sau bài tập đến đâu Lenny chỉ ra một con và đặt ra yêu cầu là điều chỉnh năng lượng bắn ra và xử nó trong hai phát tắc thì bị buộc phải đưa ra chỉ thị đúng và tạo ra bản hòa tấu liên kết cả hai lại với nhau cậu đã căn đúng thời gian mới ra chỉ thị cho cô xét nổ súng và đúng là chỉ với hai phát cô xét đã tiêu diệt được một con bài thứ hai là chuyển sang dùng kiếm vận dụng cách cũ đánh vào chân khiến nó bị ngã rồi đâm vào điểm yếu bị lộ ra bài cuối cùng là kết hợp lại hai thứ ban nãy để tạo ra bản hòa tấu riêng cả hai đã hòa hợp theo ý nhau và tiêu diệt gọn gàng còn cuối cùng lenny đánh giá cao màn trình diễn vừa rồi còn ông chủ thì đã tranh thủ hỗn loạn để ôm tiền bỏ trốn titan đã đuổi theo và tóm được ông ta sáng hôm sau tất cả chính thức chia tay nhóm của tắc được vợ chồng jonathan tặng cho một bịch ngô đi đường lenny cũng đã tự tin vào trình độ bây giờ của tắc nên để cậu tự biên tự diễn vào ngày nào đó sẽ trở thành một nhạc trưởng vĩ đại như cha cậu hai bên chia tay nhau và lenny trước đó đã dặn titan lấy hết số sách của lão chủ khu này rồi sau đó mới lên đường một thời gian sau đó một vị nhạc trưởng là sin đã được báo cáo về việc có một cặp chỉ huy và người diễn tấu mới xuất hiện gần đây mà chưa đăng ký để chắc chắn thì sin quyết định sẽ gặp mặt cả hai để xem thử trong lúc đó xe của anna bị lủng bánh nên cô phải dừng lại giữa đường để sửa cô chật vật tháo được bánh xe và bắt tắc phải lắp cái mới vào nhưng cậu từ nhỏ đến lớn chỉ biết nhạc nên mấy cái khác thì như gà mờ và khiến cả cái xe sập xuống lần nữa cô xét cảm nhận được d hai nên đã chạy đi tìm và chỉ với một phát bắn và một đòn kiếm đã dứt điểm được nó nhưng một đoàn tàu tiến đến ngay nơi mà cô đang đứng đoàn tàu đã dừng lại kịp và một người diễn tấu xuất hiện để đe dọa cô xét nhưng nhạc trưởng xin cũng đã đến đây và muốn cô ta rút về xin muốn hỏi vài câu và cho họ quá giang luôn do đang cùng điểm đến xin cho biết con tàu này đang đưa một khối thiên thạch đen thu hồi được trở về trụ sở nên họ mới căng thẳng đến vậy cô xét nhìn món bánh được bày ra thì liền ăn thử và thấy nó ngon hơn bánh mà anna từng làm xin thấy cô khá thú vị muốn biết thêm về cô xét và bằng cách nào cô có thể tự thức tỉnh trở thành người diễn tấu nhưng ông ta xem người diễn tấu là dụng cụ nên tắc không ưa và cũng không việc gì phải nói cho ông ta biết Xin cũng không muốn làm khó nên để cả ba đi nghỉ và trên đường sẽ còn cố hỏi nhiều hơn. Cả ba được đưa về phòng và cô gái tên là Vakiri đây cấm họ không được ra ngoài nửa bước. Cậu không thích cái thái độ lỗ mãng đấy nên đánh đá ngược lại cô ta. Đột nhiên cô xét cảm nhận được D2 nên tắc và cô ngay lập tức biến hình và lại đục tường leo lên nóc. Cô xét bắn dụng bất kỳ con nào dám bén mảng lại gần tàu. Vakiri cùng mò lên chiến đấu và vẫn cho rằng cả hai đã tự ý hành động khi chưa được phép. Tắc muốn cô ta gọi nốt người diễn tấu đi cùng xin lên nhưng cô ta cho rằng việc đó là không cần thiết. Một con xuất hiện bất thình lính phía sau Tắc thì cô xét đã ngay lập tức bắn hạ. Cả hai cãi nhau thì cô lại không điều khiển được sức mạnh. Đột nhiên cả đoàn tàu dừng lại do đường tàu phía trước đã bị đứt. Đội sửa chữa sau đó cũng đến và cần đến ít nhất nửa ngày mới sửa xong. Tắc và cô xét lại cãi nhau còn Vakiri lại tỏ vẻ khó chịu với cả hai. Người diễn tấu của Xin cũng tìm đến và cho Tắc biết Vakiri vẫn chưa khế ước với chỉ huy nào nên nếu anh đốn hạ được trái tim đầy trách nhiệm của cô ta thì có thể thu phục luôn về đội. Nhưng Tắc không cần thiết khiến cô ta thấy cậu khá thú vị. Anna lúc này cũng đã kế lại chuyện của cả nhóm cho Xin nghe và hắn ta cho rằng Anna đi theo là để canh chừng Tắc dù cô cố giải thích nhưng điều đó vẫn là vô ích. Chiều đó đường đã sắp sửa xong thì D2 lại một lần nữa kéo đến rất đông. Cô Seth và Vakiri đã nhanh chóng tham gia giao chiến nhưng số lượng quá đông đảo khiến năng lượng của tắc nhanh chóng cạn kiệt vakiri cũng như vậy do cô không có người chỉ huy để cung cấp năng lượng tắc đã tìm ra cách và muốn cô xét bắn thẳng vào những nơi cậu chỉ cô đã bắn theo tắc nhưng sức lực của cậu đã không đủ để cậu có thể đứng lên vakiri đành đứng ra bảo vệ cho cậu cô xét sau đó cũng đã bắn xong và khiến hai bên mỏm đá sập xuống một vài con trốn ra cũng được cô xét xử nốt vakiri khá bất ngờ về kế hoạch của cậu Cả hai giờ mới chính thức giới thiệu tên của nhau và tác khá thích tên của Valkyrie khiến cô đỏ hết cả mặt. Nhưng dung chấn vẫn chưa dừng lại vì một con D2 to lớn xuất hiện. Nhưng người diễn tấu của Xin đã chán ngồi xem nên xin phép Xin được lên chiến đấu. Hắn ta cho phép và cô ta ngay lập tức biến chân thành bánh xe và lao thẳng đến chỗ con D2 và chỉ với hai cước đã hoàn toàn cho nó bay màu. Chuyến tàu sau đó cũng đến ga. Xin quyết định chuyển hướng và không đến vị trí ban đầu nữa. Valkyrie không còn nghĩa vụ nên bị đuổi đi xin tìm đến và muốn tác đầu quân nhưng cậu nói thẳng là không đồng ý và không thích. Cả nhóm cứ thế lên xe tiếp tục hành trình và để lại xin có vẻ đang rất cay. Hắn ghi nhớ tên của tắc và trông chờ ngày gặp lại để tính sổ. Tối đó, Anna muốn vạch ra kế hoạch cho đêm nay nhưng hai người kia đã ngủ khiến cô cay cú mà thức đêm luôn. Vài ngày sau họ đã đến được một bang của Mỹ. Cô xét không đánh hơi thấy mùi của D2 nên họ có thể yên tâm sắm đồ. Tắc thấy khá chán, nhưng cậu chán khi ở đây gần như hoang vu chẳng có tí gì nhộn nhịp cô xét thì đã dần tiến bộ hơn về nhận thức khi đã hiểu được mấy câu đùa nhảm nhí của tắc cô bắt đầu châm chọc lại tắc khi cậu chẳng hề tiến bộ được gì từ khi ra khỏi nhà họ sau đó đã dừng xe lại cạnh một cửa hàng tiện lợi tắc không muốn đi theo vì sợ phải xách đồ lúc vào trong ông chủ tiệm khá vui vì lâu rồi mới có những người trẻ như cả hai đến đây nơi này từ lâu đã chỉ còn mỗi người già sinh sống ông đang định lấy đồ cho cả hai thì bị chật khớp lưng có điện thoại từ khách quen gọi đến nên hai cô gái đành đi giao hàng thay ông. Lúc đến nhà khác thì cả hai có nhà bà đây gọi giúp bác sĩ đến cho ông chủ tiệm. Bà khách muốn cảm ơn cả hai và cũng xem như là khách nên đã tặng cả hai một hũ mứt tự làm. Chưa kịp làm gì thì đột nhiên phần gỗ dưới chân Anna bị sụt nên cô cũng làm phước sửa lại luôn giúp bà lão. Cô xét lại muốn làm thử và chỉ một cú đã khiến miếng ván cần phải được thay mới lần nữa. Trong lúc đó, Tác vô tình nhớ lại về cái ngày mà cha cậu bị D2 tấn công và cậu đã được cứu bởi một cặp người diễn tấu. Cậu chạy đi tìm hai cô gái thì vô tình đến được một quán bar và nơi đây có rất nhiều người thích âm nhạc. Cậu tìm thấy những bài của cha cậu dưới này và gọi đồ để được mở nhạc. Trước giờ cậu vẫn nghĩ mọi người luôn ghét cha cậu chỉ vì tai nạn lần đó mà con người đã không còn có thể nghe nhạc, nhưng họ không hề ghét vì chỉ cho rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn. Họ nói ra những điều họ nghĩ về âm nhạc nó là một thứ vĩ đại mà cha của tắc đã đánh cược cả mạng sống để truyền tải điều đó đến cho tất cả mọi người họ khá bất ngờ vì cậu còn trẻ mà đã biết được thứ âm nhạc mà những thế hệ lớn tuổi như họ còn đam mê cậu đã nói ra việc người nhạc sĩ mà họ ngưỡng mộ chính là cha cậu trong lúc đó hai cô gái đang trên đường về thì lại bị một bà lão nhận nhầm là con gái bà nên đã chạy đến kéo vào nhà ăn bánh anna cố giải thích ra sao bà cũng không nghe lúc vào nhà anna một lần nữa giải thích nhưng cô chẳng khác nào phụ nữ trước đây không hề có tiếng nói ông lão sau đó mới về thì thấy vợ mình có vẻ lại nhận nhầm người còn bên của tắc cậu được mấy ông chú ở đây đưa đến một căn phòng biểu diễn họ cho biết căn phòng này chính là nơi mà họ cùng cha cậu trước đây đã biểu diễn họ nhớ rất rõ ngày hôm đó và không bao giờ có thể quên được họ sau đó đã cùng nhau đến phòng để ngồi nghe thế hệ kế tục của vị nhạc trường họ từng ngưỡng mộ biểu diễn ai nấy đều rất háo hức và khi tiếng đàn cất lên họ cảm tưởng như một lần nữa được quay về khoảnh khắc trước đây anna lúc này cũng được ông lão giải thích về việc bà nhà đã không chịu chấp nhận hiện thực rằng con gái đã không còn nhưng cũng cảm ơn cô vì đã bỏ thời gian ở lại nói chuyện với bà cô xét cũng có một cuộc nói chuyện bổ ích vì được bà tư vấn về những điều cô nên làm khi ở với một người gần như là vô dụng như tắc tuy là vậy nhưng âm nhạc cậu mang đến lại rất mãnh liệt họ sau đó đã ra về thì cô xét nhận thấy tắc đang ở trong quán này nên cả hai đã vào và nghe nốt buổi diễn của cậu những ông chú đây đều lần lượt cảm ơn cậu vì đã giúp họ một lần nữa được nghe lại âm nhạc của cha cậu. Sáng hôm sau cả ba lại tiếp tục lên đường, tắc có nhận được một tập giấy viết nhạc từ những ông chú kia. Trong lúc đó, chỉ huy quân đội đã nghe được việc con trai của vị nhạc trưởng đại tài vẫn còn sống và đã trở thành một chỉ huy nên rất vui mừng. Anh ta muốn đi gặp xin để lấy thêm thông tin nhằm chiêu mộ cậu về tổ chức như cha cậu trước đây. Cả nhóm của tắc đã tìm đến được một thị trấn mới và nơi này có vẻ như vừa mới bị D2 tấn công. Tắc thì cứ gõ liên tục khiến Anna khó chịu. Cậu đã không ngủ suốt một ngày vì muốn nghĩ ra ý tưởng để viết nhạc. Chỉ huy quân đội lúc này đã gọi xin đến và muốn hắn đừng đụng vào Tắc nữa. Hắn cho rằng Tắc là mối nguy cần quản chế nhưng chỉ huy cho rằng cậu là một nhân tài kiệt xuất và tương lai có khả năng sẽ vượt mặt cả xin. Hắn ta cay cú nên đi đấm liên tục vào tủ đồ vì cho rằng Tắc là thứ rác dưới chứ nhân tài cái éo gì. Còn nhóm Tắc lúc này lại đang bị tắc đường do D2 tấn công gần đây buộc người dân phải di tản. Anh cảnh sát đây thấy tình cảnh của người dân khá thảm khi phải vứt bỏ quê hương để chạy trốn. Anh ta ước bản thân có thể dùng súng để chống lại D2. Nghe vậy thì cô xét tình nguyện làm thay anh ta lúc về đến nhà nghỉ. Tắc vẫn cứ đờ đẫn và không tập trung vào lời Anna nói khiến cô xét phải chạy đến vặn cổ một phát cho tỉnh. Cả hai muốn Tắc nói ra hết tâm tư trong lòng thì cậu đưa ra mấy tờ giấy khung nhạc và cho biết bản thân đang cố sáng tác một bài. Anna thấy như này cũng ổn dù cho đây là bài đầu tiên cậu muốn sáng tác. Đêm đó, tắc cố viết ra những thứ bản thân nghĩ được nhưng chẳng có thứ nào hợp ý anna vì muốn giúp nên đã tìm thử trong đây và kiếm được một nhạc cụ cho tắc cái này là đàn thổi đúng không nhỉ và tắc cũng nhận vì thà có còn hơn không đến sáng hôm sau cậu đang tiếp tục sáng tác thì đột nhiên cô xét biến hình khiến cậu giật mình mà té ngửa lúc trở về cậu trách cô vì sao đi đánh nhau mà không báo trước cô cho rằng tắc giờ tập trung còn chẳng nổi thì gọi đi cũng chỉ tổ vướng tay vướng chân Cô tự tin bản thân có thể tự lo nên không cần thiết phải có tắc đi theo. Cô sau đó bỏ vào trong vì chút nữa còn có cuộc hẹn quan trọng. Tắc sau đó tiếp tục sáng tác nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì nên đi dạo một vòng rồi về viết tiếp. Cậu vô tình gặp được cô xét vừa đi mua đồ nên bám theo. Cô mua mớ đồ này cho một cô gái đang có con nhỏ. Cô cũng hiểu biết hơn về cuộc sống và cách đối đãi với con người khiến Tắc có chút bất ngờ. Anna cũng đã bám theo cậu và cho biết việc cô xét thay đổi ít nhiều là đến từ tiếng đàn của Tắc cô đã rất nhiệt tình cổ vũ cho tắc viết nhạc và chiếc đàn tối qua cũng là do cô xét đi mượn cô không muốn tắc phân tâm bởi mấy thứ nhỏ nhặt mà cứ tập trung vào việc nhạc chứng kiến cô xét thay đổi khiến anna đã có suy nghĩ liệu cô gái trước mắt có còn là cô xét như trước đây lenny lúc này nhận được cuộc gọi từ ai đó nên cũng đã lên đường và có gì thì gặp lại nhóm của tắc luôn sáng hôm sau tắc đi tìm cô xét vì nhận thấy cô và anna giờ lại không đi cùng nhau Cô xét nhận thấy Anna giờ không còn hay gọi cô bằng tên nữa và cũng có vẻ xa cách hơn. Cô muốn biết cô xét trước đây là người ra sao vì cả ba trước đây có vẻ đã quen nhau. Cô muốn biết cô xét có ý nghĩa ra sao với cả hai. Cậu đã không trả lời mà đi về, đang tiếp tục sáng tác thì cậu nhận thấy có D2. Cả hai đã nhanh chóng ra trận và đuổi theo diệt gọn D2. Những con còn lại thì đang ở phía ngọn núi nên cả hai đã đi tìm để xử nốt. Tắc thì có vẻ không ổn vì gần đây hay bị thiếu ngủ. Cả hai vẫn tiếp tục di chuyển vì nghe thấy tiếng nhạc và hàng loạt D2 đang tập trung ở đó. Lúc đến nơi, cả hai gặp lại Xin và người diễn tấu của hắn là Heo đang điều khiển cả đám D2 này. Hắn cho biết năng lực của Heo có thể thu hút D2 và đánh thức cả những con đang ngủ say. Cậu ngay lập tức nhận ra việc D2 tấn công và tỉnh dậy liên tục đều do một tay hắn mà ra. Hắn muốn loại bỏ bớt dân số và để tài nguyên lại cho những người có ích như hắn và các chỉ huy. Hắn tự coi bản thân là anh hùng nhưng tắc thấy hắn giống tên điên hơn hắn còn nói ra việc bản thân chính là người đã gây ra cái chết cho cô xét và phá hoại cả thị trấn mà tắc sinh sống cậu đã bị thù hận lấn át và ngu muội lao lên để rồi bị heo đấm bay thế nhưng xin lại bị choáng bởi bước di chuyển vừa rồi của tắc cô xét đứng ra giữ cậu lại và cho rằng cả hai nên rút lui nhưng cậu vẫn cố gắng tiến lên để rồi cô xét vì bảo vệ cậu mà đã vô tình để cậu dính đòn nhân lúc cậu đang bị thương và không thể di chuyển thì cô xét đã đưa cậu đi Anna lúc này đang rất lo cho hai đứa em nên cố chạy lên rừng thì bị quân cảnh giữ lại. Đúng lúc này thì Lenny và Titan đến. Nhìn biểu cảm của Anna thì cả hai nhận thấy có vẻ bản thân đã đến muộn. Cô Seth đã đưa tắc trốn vào một hang động và không biết nên cứu chữa ra sao vì cậu đang bị sốt do vết thương. Xin và Heo thì đã rút về do trời đang mưa và hắn cũng chưa thể tìm được nên đành ngồi chờ. Hắn rất ghét âm nhạc và muốn thay đổi lại thế giới này theo ý hắn để rồi được vào sử sách. Quay lại với tắc và cô Seth, cô đã ở cạnh tắc đến tối thì cậu tỉnh dậy. Cậu không biết sao cô xét lại bỏ chạy dù mục tiêu của cô là chiến đấu. Nhưng cô sợ sẽ mất tắc và sẽ không còn được nghe cậu đàn. Cậu cũng chẳng còn hứng soạn nhạc khi người mà cậu muốn cho nghe là cô xét dã không còn. Cậu đã nói ra chuyện của cô xét, rằng chính cô là người soi sáng cho cậu khi cậu hoàn toàn lạc trong bóng tối. Cậu từng nghĩ âm nhạc sẽ chẳng chạm được tới ai và cô xét là người đã thay đổi cách nghĩ đó của cậu. Những người cậu từng nghĩ là đã vứt bỏ âm nhạc thực chất vẫn còn đang duy trì nó. Cậu không hề cô đơn giữa thế giới này vì vẫn còn rất nhiều người yêu thích âm nhạc khác, nhưng cô Seth vẫn muốn cậu cứ tiếp tục soạn nhạc vì vẫn còn người muốn nghe nhạc do cậu viết ra. Cùng lúc đó, Anna đã nghe được tình hình từ Lenny. Titan lúc này cũng đã chạm chán D2 nên Lenny đã lên đường. Anna muốn đi chung để dối mặt với sự thật rằng cô Seth đã không còn và người đang còn tồn tại là Destiny. Nhưng Lenny muốn cô cứ ngồi đợi vì anh sẽ đưa Destiny về. Tuy hai cái tên khác nhau nhưng vẫn cứ gọi là cô Seth luôn cho tiện sáng hôm sau trời đã tạnh nên cô xét đã một mình đi tìm xin để giao chiến tắc tỉnh dậy và nhận ra vấn đề nên nhanh chóng chạy đi tìm còn cô xét do không có sức mạnh của người diễn tấu nên chẳng khác nào cầm giao đấu với súng tắc chạy đến đúng lúc cô xét sắp bị bóp ngạt cả hai cãi nhau về việc người kia đến đây nhưng xin cay cú vì bị phớt lờ nên tính diệt cả thì lenny tìm đến lenny đã câu giờ để cả hai có thời gian giải quyết mâu thuẫn cả hai đã chịu nói chuyện tử tế và tắc đã lần đầu gọi tên thật của cô còn cô cũng muốn nghe bản nhạc của tác. Và thế là cả hai làm hòa, cả hai sau đó quay lại cuộc chiến và heo rất thích thú khi cô xét đã chịu đánh nghiêm túc. Cô xét bắn một đòn cực đại về phía heo và cô ta đã bị thương ở một bên tay. Nhưng điều này càng làm cô ta thích thú hơn. Đột nhiên một người diễn tấu nữa là Heaven tìm đến. Cô ta là cộng sự với chỉ huy quân đội và đến đây truyền lệnh cắt chức xin vì đã làm trái lệnh không được đụng đến tắc hắn ta giờ sẽ không còn liên quan gì đến tổ chức và heo từ đầu cũng chỉ là đi theo để làm cộng sự với xin chứ chẳng phải là người diễn tấu của hắn nên cô ta bị thu hồi trở về xin giờ đã gần như phát điên khi bản thân từ đầu vốn đã chẳng phải là một nhạc trưởng lenny cũng bị buộc phải giữ kín bí mật về vụ việc lần này cặp đôi tắc và cô xét sau đó đã trở về gặp lại anna anna đã quyết định nhìn nhận lại mọi thứ và cũng sẽ gọi cô xét bằng tên thật là destiny nhưng một lần nữa chúng ta vẫn sẽ gọi như cũ vì hơn nửa phim rồi tôi không muốn đổi lại để rồi làm dối luôn cả khúc sau đâu. Tác giờ cũng xác định về việc bản thân sẽ tiếp tục tiến về phía trước và không bị ám ảnh bởi ký ức về cô xét nữa. Lenny sau đó cũng đã rời đi và nghe được tin xin đã bị đưa vào giam giữ ở nhà thương vì đúng là hắn đã loạn trí. Nhóm tắc không lâu sau đó cũng đã chính thức đến thủ đô New York của Mỹ. Vì có trụ sở bảo hộ nên nơi này không có một chút hư hại gì, nhưng vẫn bao nơi khác thì ở đây vẫn không có âm nhạc anna đã gặp lại được chị gái và bố mẹ lúc vào trong chị gái của anna đã hoàn thành xong khu vực để điều chỉnh cho cô xét do lenny trước đó đã đến đây thông báo trước cô xét rất muốn được điều chỉnh lại để mỗi lần dùng sức mạnh sẽ không còn lấy đi sinh lực của tắc nhưng chưa kiểm tra thì vẫn chưa biết được là có thể hay không lúc đến trụ sở cô xét đã ngoan ngoãn vào kiểm tra và cô cũng muốn tắc lo mà đi kiểm tra lại sự dị thường đang xảy ra trên cánh tay cậu Anna đã xem thử thì bị sốc do tình trạng này không chỉ có tệ là diễn tả được. Nhưng đây là điều tắc đã lựa chọn nên cậu không hối hận. Cả tắc và cô xét sau đó đều đã được kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì chị gái kết luận việc cắt đứt liên kết giữa cả hai hiện tại là chưa có cách. Vì liên kết giữa cả hai được đặt ra dựa trên việc cô xét sẽ ăn sinh lực của tắc để duy trì năng lượng. Đổi lại thì tắc cũng có được sức mạnh để có thể can thiệp vào trận chiến giữa các người diễn tấu. Có điều nếu càng chiến đấu thì cả hai sẽ càng tự hấp thụ sinh lực của nhau để rồi gục ngã. Nói chung là không chiến đấu nữa thì cả hai có thể kéo dài mạng sống. Quyết định này có vẻ khó khăn cho cả hai. Sáng hôm sau, cô Seth và Anna chạy đến kéo tắc ra khỏi phòng để cùng đi tham quan New York. Cậu đang tập trung viết nhạc nên không muốn đi, nhưng rồi cô Seth vẫn kéo cậu đi bằng được. Họ đã đi ăn, mua đồ và tắc bị lôi đi thì kiểu gì cũng phải xách đồ. Nhưng cậu mừng vì họ có thể vui vẻ được như vậy. Cả hai sau đó đã đến Thủy Cung và Anna cùng chị gái đã nảy ra một ý tưởng và rồi để cả hai tự đi chơi với nhau. Hai cô chị sau đó đã ra về còn tắc và cô Seth đã có dịp đi dạo trong công viên thì thấy người ta vẫn còn đang tưởng nhớ đến một vị nhạc sĩ nổi tiếng. Tuy không động đến âm nhạc song nhiều người vẫn chờ đợi nó trở lại và chẳng có gì có thể cướp đi nó chừng nào họ chưa từ bỏ. Hai cô chị lúc này đã ra về. Chị gái nghe được toàn bộ mọi chuyện từ Anna và cô muốn nghỉ ngơi nên từ giờ sẽ giao hai đứa em lại cho chị lo. Cả hai chị em cũng quyết định sẽ xem Destiny như cô xét trước đây vì sau cùng đó vẫn là em gái của cả hai, TAC và cô xét sau đó đã cùng nhau đến một bãi cỏ. Tắc kể về những điều từng xảy ra khi cậu ở buổi hòa nhạc trước đây, cả hai hỏi nhau về quyết định có dừng chiến đấu hay không. Nhưng cả hai đều quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu và càn quét hết D2 để một lần nữa được nghe thấy âm nhạc trên toàn thế giới vang lên một lần nữa. Lúc trở về... Cô xét nghe thấy một tiếng động quen thuộc và nếu cứ để mặc thì sớm muộn gì D2 cũng sẽ kéo đến một lần nữa. Cậu chạy về nhà thì đột nhiên Lenny gọi đến. Anh muốn tắc đem cả gia đình Anna rời đi lánh nạn. Cậu đã biết việc có kẻ nào đó đang kêu gọi D2 đến như xin. Nhưng Lenny vẫn muốn cậu đem gia đình rời đi vì Lenny không muốn mất đi một người quan trọng nào nữa. Lenny nói mấy lời giống như tiễn biệt nên tắc muốn anh ta thôi vòng vo mà nói ra hết sự thật. Lenny không muốn kéo tắc vào nhưng cậu không muốn làm người ngoài cuộc nữa và đã sẵn sàng biết hết sự thật anh muốn cậu chắc chắn vì nó có liên quan đến cha cậu và cả tai nạn của ông trước đây Lenny trước đây từng xem cha của tắc biểu diễn và xem ông như ánh sáng của đời nên Lenny cũng hy vọng bản thân lúc nào đó có thể trở thành ánh sáng cho đời ai đó họ sau đó đã hẹn gặp nhau ở gần một cây cầu đang chuẩn bị vào cuộc để kể thì chỉ huy quân đội Sagan cũng tìm đến để nghe chung Sagan muốn Lenny tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè như trước và xem như chưa có gì. Nhưng nghe theo thì sớm muốn cũng sẽ giống như Xin. Biết là không đàm phán được nên Sagan gọi heo và he vần ra trận. Tác và Lenny cũng nhanh chóng vào thế và bắt đầu cuộc chiến. Lenny muốn xem thử giữa hai thầy trò có gì ăn ý hay không. Sagan nghe thấy thì nhận ra là Lenny đang cố chuộc lại lỗi lầm năm xưa vì sự cố lần đó Lenny cũng có mặt. Lenny năm xưa đã nhận cha của tác làm thầy và được học nhạc từ ông. Nhưng khi thảm họa D2 đang đến gần thì Lenny cố khuyên ông đừng tổ chức hòa nhạc. Nhưng ông muốn đem âm nhạc để để xua tan bóng tối trong tim con người. Để rồi tai nạn diễn ra và Lenny chẳng thể làm được gì để giúp cho tắc lúc đó, Sagan đã tìm đến anh và giúp anh trở thành chỉ huy của Titan. Titan đã phần nào giúp anh xua đi nỗi buồn vì cô luôn tươi cười và sẵn sàng cười thay cho Lenny. Khi cuộc chiến đã được tạm dừng và D2 tiến vào ngủ đông thì Lenny đã bắt đầu công việc tìm ra bí mật của Sagan quay lại thực tại họ vẫn khá khó để chiến đấu lại Heo và Heaven. Do trước đây Heo chỉ đang chơi đùa chứ giờ cô ta mới nghiêm túc. Nhưng tắc cũng vậy khi giờ cậu mới có thể nghiêm túc chiến đấu hết mình, tắc cho cô xét dùng toàn lực bắn tan chiếc ô và cũng là vũ khí của Heaven. Nhưng vừa bắn được một phát thì tắc đã hoàn toàn kiệt sức khi cơ thể đã bị ăn mòn quá nhiều. Heo và Heaven đã ngay lập tức nhắm đến tắc. Heo được Titan giữ lại nhưng Heaven thì chĩa súng vào tắc buộc Lenny phải đứng ra bảo vệ cho người học trò anh quyết định bung hết sức và cùng Titan chiến đấu. Titan bung hết sức để cân hai, nhưng Lenny thì không trụ được lâu để rồi gục ngã. Trước lúc đó thì anh đã cho Sagan thấy ánh sáng thực thụ là như thế nào. Titan tung ra một đòn cực đại về phía heo, Heaven đã đứng ra hứng thay và trọng thương buộc Sagan phải lui về và hắn hy vọng buổi diễn mà Tắc đem đến sẽ còn hoành tráng hơn. Tắc không biết tại sao anh lại làm một việc ngu ngốc như vậy. Nhưng Lenny trước đây đã cố tìm đến xin lỗi Tắc và thấy cậu đang đau khổ anh đã thể sẽ tạo ra một thế giới mà cậu có thể chơi nhạc từ tận trái tim. Lenny nghe việc Tắc đang viết nhạc và anh sẽ có phần ở trong bản nhạc đó thì đã có thể yên tâm nhắm mặt và cũng đã có thể tự tin nhìn mặt cha cậu ở thế giới bên kia. Sau cuộc chiến vừa xảy ra, thời gian của Tắc đã không còn nhiều nên chị gái của Anna muốn đưa cô xét và Tắc vào buồng ngủ đông để kéo dài thời gian. Cả hai chị em muốn bàn bạc thật kỹ với Tắc rồi mới đưa ra quyết định, nhưng trong lúc đó... Sagan quyết định biến bản thân thành vật cường hóa sức mạnh của thiên thạch đen và khiến nó lan rộng và sản sinh ra thêm nhiều con D2 sáng hôm sau. Tắc nghe tin từ cô xét và biết Anna cùng chị gái cô vẫn còn trong trụ sở. Nơi giờ đây chẳng khác gì cái tổ của bọn D2, những người diễn tấu khác cũng đang phải chiến đấu không ngừng với số lượng D2 sản sinh ra liên tục. Anna và chị gái lúc này cũng đang lạc bên trong trụ sở do chẳng tìm được lối ra mà không bị thiên thạch đen chặn đường. D2 cũng không biết khi nào mới tấn công đến nên gần như là mù mịt. Tắc và cô xét lúc này đã được Titan dẫn đến một lối đi thẳng để khu trung tâm. Titan muốn cả hai khi tìm được hai chị thì hãy rời khỏi đây còn cô sẽ giải quyết nốt Sagan. Nhưng cả hai không thích bỏ lại nhiệm vụ mà người thầy đáng kính còn giang dở nên vẫn sẽ theo bằng mọi giá. Cả ba vừa vào trong thì ngay lập tức chào đón họ là một đàn D2. Tắc không muốn phí thời gian nên chấp nhận hy sinh thêm sinh lực để cô xét bắn ra một viên công phá. Trong lúc đó, Anna và chị gái bị D2 bắt gặp, đúng lúc nguy kịch thì Vakiri đã đến giúp. Vakiri đã phải dùng hết sức để bảo vệ hai chị em. Cô chạm trán với một con khá to nhưng may mắn là nhóm của Tắc đã đến kịp. Cả ba cô gái đều nghe theo sự chỉ huy từ Tắc và nhanh chóng hạ được con D2. Nhìn thấy tình trạng của Tắc đang tệ đi khiến Vakiri cực kỳ lo lắng. Cô muốn Tắc rời đi vì đây không phải chuyện của cậu. Nhưng cậu mặc kệ và để Titan đánh ngất cô. Cậu muốn Titan đưa hai chị ra ngoài và cả Vakiri cũng vậy. Cô đã hiểu và hứa sẽ trở lại khi xong việc anna muốn tắc lo cho mạng sống của cậu và đi theo cô rồi chờ chị cô nghĩ ra cách chữa nhưng cậu không còn thời gian để trần trừ vì mục tiêu to lớn nhất của cậu là bảo vệ âm nhạc cậu nhận ra âm nhạc của cậu được tạo nên từ những người xung quanh cậu cho nên cậu muốn bảo vệ tất cả anna đã chạy đến hôn tắc và muốn cô xét hứa là phải đưa tắc trở về dù cậu có tả tơi nhưng chỉ cần còn thở là vẫn còn cách cứu cả hai sau đó cứ thế tiếp tục tiến vào bên trong và chạm trán hàng chục con d 2 cùng heo và Heaven. Cả hai biết rõ Sagan đang ở phía trước nên sẽ không dừng lại. Heo và He vấn đã sử dụng cấm thuật và rồi hợp thể lại với nhau. Tạo nên một thể mới gọi là Ofut. Tuy là dạng này mạnh hơn như cô CET lại thấy thuận tiện hơn cho việc đánh 1-1. Cả hai ngay lập tức ra trận và chơi hết sức ngay từ đầu. Cô CET cố tiếp cận lại gần thì ngay lập tức bị mấy quả bom mini của Ofut cản lại. Và thương tích cô gây được cho phút cũng sẽ được hồi phục lại ngay lập tức đánh nửa vời chắc chắn thua nên tắc nghĩ ra cách là tấn công dồn dập không cho ả cơ hội hồi phục hoặc là tung một đòn cực mạnh để ả không hồi phục nổi cô xét đã lên trước để thu hút sự chú ý của ả và trong lúc đó tắc cũng tự tham chiến và thu hút tiếp sự chú ý của ả ta để cô xét có thời gian nặn ra viên đạn công phá của cô cô thành công bắn tan nửa thân trên của ô phút nhưng cô ta vẫn hồi phục được nên nhân thời gian đó tắc đã đi tìm sa gan trước cô cho rằng đây là cơ hội duy nhất nên tắc đã chấp nhận vào trước và để cô xử lý nốt Cả hai bên sau đó đã quyết định tử chiến và dồn hết sức để lao vào đối phương. Trong lúc đó, ta được nhìn lại về quá khứ của tên phản diện Sagan. Hắn trước đây đã cùng binh lính chiến đấu anh dũng chống lại D2, nhưng dù có khích lệ và chiến đấu kiên cường ra sao thì mọi thứ vẫn bị phá hủy và con người cũng chẳng thể cứu được. Âm thanh của những linh hồn ai oán luôn vang vọng trong đầu hắn cho đến khi hắn chạm vào viên thiên thạch đen thì tất cả đều biến mất. Hắn nhận ra được một điều mà trước đây hắn đã không hiểu được đó là tạo ra hỗn loạn để giúp con người không còn phải đau khổ nữa. Tắc lúc này cũng đã chạm chán với Sagan và hắn muốn nói chuyện một lúc. Còn cô Set và Ophút thì vẫn đang chiến đấu hết sức vì lý tưởng của riêng họ. Ophút lấy việc bảo vệ thế giới làm cái chớ cho việc hủy hoại nó, vì đó là lý tưởng của Sagan nên dù không ai hiểu và có nhuốm bao nhiêu máu đi nữa thì à ta vẫn phải bảo vệ bằng được. Hắn cho rằng việc tập hợp tất cả D 2 lại lục địa này và xóa sổ chúng một lượt sẽ giúp toàn bộ thế giới được yên bình việc hy sinh một lục địa để cứu lấy toàn bộ thế giới là màn biểu diễn của một nhạc trưởng như hắn và màn biểu diễn đó hẳn cũng sẽ sáng chói như cha của tắc và lenny hai cô gái ngoài kia lúc này cũng đã dần đến hồi kết ô phút muốn cứu lấy thế giới nhưng cô xét biết cô ta chỉ đang cố cứu sagan khỏi sự dằn vặt cả hai bị đánh mấy vũ khí nên xông vào đấm tay đôi nhưng vì lý tưởng muốn bảo vệ tắc của cô xét cao hơn nên cô đã nhanh chóng giành chiến thắng còn bên trong này vì sinh lực suy kiệt ngày một nhiều hơn nên tóc của tắc cũng dần ngả bạc Sagan vẫn cố thông não để đưa cậu về với tư tưởng của hắn. Nhưng một điều sai lầm mà hắn đã mắc phải là đừng bao giờ cố thông não nhân vật chính. Cậu cho rằng việc hắn chối bỏ âm nhạc là một sai lầm. Vì chính bởi sức mạnh của âm nhạc là thứ mà bọn D2 gây sợ nên mới luôn tìm cách loại trừ. Và cậu sẽ không bao giờ để âm nhạc phải lụi tàn. Cô xét sau đó cũng đến và giúp tắc giải quyết nốt công việc còn giang dở. Sagan đã bị đánh bại và hắn xem vở hài kịch của hắn đến đây là kết thúc cả động thiên thạch đen dần lụi tàn và đám D hai sinh ra từ đó cũng vậy. Tắc và cô Xét đã nằm nghỉ lại bên bờ biển. Tắc đã cho cô nghe một đoạn nhạc mà anh đã sáng tác và quyết định ngủ một lúc để chờ nhóm Titan đến trợ giúp. Cô Xét sau đó đã đưa ra một quyết định giúp cứu sống Tắc. Cô đã hôn tạm biệt cậu và rồi biến mất để không còn hút lấy sinh lực của cậu nữa. Đội cứu họ sau đó đã nhanh chóng đến đưa Tắc đi cấp cứu. Trong tay cậu là một kỷ vật mà cô Xét đã để lại. Nhiều tháng trôi qua tắc vẫn còn đang được điều trị còn anna quyết định tham gia vào tổ chức và trở thành chỉ huy mới của nơi này cô muốn tạo nên một thế giới để khi tắc thức dậy thì cậu có thể thoải mái chơi nhạc bộ phim đến đây cũng là kết thúc